Xin chào bà con, tôi tên là Bùi Trọng Thức, hiện đang sinh sống ở huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Hôm nay, xin mời bà con cùng theo tôi trải nghiệm một ngày làm vườn ở Lâm Đồng nha. Tôi trồng chủ yếu là cây cà chua, dưa leo và ớt chuông cũng được 5 năm rồi. Mỗi sáng chừng 7-8 giờ là tôi sửa soạn đồ đạc để ra thăm vườn đây. Và đây là vườn cà chua thuộc giống Renner với diện tích khoảng 0,4 hecta. Hiện tôi đang cho thu hoạch dần rồi. Thông thường á, với giống Renner thì mỗi cây cà chua có thể thu hoạch được 5kg trái với thời gian là 60 ngày sau trồng ha. Hiện tôi đang áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt nhằm giúp tiết kiệm nước và vẫn tưới đủ nước cần thiết cho cây phát triển. Tôi cũng áp dụng quy trình bón phân của Yara đã được 3 năm rồi. Nhờ phân tan tốt trong nước, không để lại cặn nên tăng sức bền cho cây, chống rụng và hạn chế nước trái, thối đít trái. À, hôm nay tôi cũng có hẹn cùng anh kỹ sư Yara đi kiểm tra vườn, chuẩn bị cho đợt thu hoạch tới đây. Nói chung, ảnh theo dõi và hỗ trợ tôi đều đặn về kỹ thuật cũng suốt 3 năm nay rồi. Cũng nhờ anh hướng dẫn tận tình để tôi xây dựng hệ thống tưới nhỏ giọt và áp dụng phương pháp bón phân 4 đúng. Đó là đúng loại, đúng lưu lượng, đúng lúc và đúng cách. Ở đây để mà xài cái hệ thống tưới nhỏ giọt này chạy tốt á, thì khi pha phân bón, mà con nhớ nha, không được pha phân chứa canxi với phân chứa lân và lưu huỳnh để tránh phân bị cách tủa, làm tắc nghẽn hệ thống tưới của mình nha. Từ cái hồi mà tôi áp dụng đúng phương pháp và hệ thống tưới này ha, năng suất vườn á, thì tăng đều, còn tôi thì tiết kiệm được lượng nước tưới tiêu nữa đó. Còn những bao phân Yara sau khi sử dụng á, tôi thường dùng để lót vườn. Vậy là một ngày làm vườn của tôi cũng đã kết thúc rồi. Tôi chuẩn bị ra về đây. Chúc bà con nông dân trồng cà chua có vụ mùa bội thu, năng suất tăng cao, ấm no hạnh phúc nha.